Ở video lần trước thì chúng ta đã áp dụng cái kiến thức về map đúng không? Tức là chúng ta dùng map và chúng ta sử dụng cái data để map ra và chúng ta được kết quả như thế này, rất là gọn luôn và không còn cái đống ở dưới bùi nhùi nữa. Đó. Và chúng ta cũng hiểu được là cái việc rendering list ra như thế nào. Chúng ta được như thế này. Rồi ở cuối video lần trước thì mình có nói là nếu mà data trả về ví dụ avatar không có hoặc là tiêu đề không có thì chúng ta sẽ làm như thế nào để làm sao cho nó ra đẹp. Ví dụ cái YouTube data của mình á, cái thằng này nó không có đi, nó empty thế này, thì có phải là bạn sẽ thấy là nó như thế này không? Thì lúc này có thể chúng ta sẽ hỏi và yêu cầu của khách hàng hoặc là yêu cầu của leader là ví dụ data không có hoặc là yêu cầu của sếp, nếu mà avatar không có thì em sẽ lấy hình đại diện được hay không, tức là em sẽ lấy cái hình này được hay không. Thì ví dụ người ta kêu được thì mình sẽ làm thôi, hoặc là người ta kêu không có thì sẽ lấy một hình như đó đó, default kiểu như vậy. Thì lúc này chúng ta có thể viết như thế này, chúng ta sẽ truyền vào đây đúng không? Nếu tức là avatar đây không có đúng không, thì chúng ta sẽ viết được gì ở đây, item chấm avatar. Thì lúc này có phải item chấm avatar của nó lúc này là null, tức là rỗng không có đúng không? Thì mình sẽ kiểm tra, nếu mà có không có item avatar thì mình sẽ lấy cái khác, tức là mình sẽ dùng hoặc ở đây, hoặc ở đây nếu mà không có item avatar thì mình sẽ lấy item chấm image thế này. Đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy được, mình sẽ thấy được hai cái hình này giống nhau. Mình sẽ giải thích lại ha. Cái hoặc này á, thì học về logic ở trong toán tử là boolean á, tức là true hoặc false á. Thì cái này chỗ này là false này đúng không, tại vì nó không có nó là false, cái này có là nó sẽ là true này. Thì lúc này hoặc true hoặc false thì nó sẽ lấy true, nó tức là nó sẽ lấy cái này. Và lúc này chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề là nếu mà avatar không có thì mình sẽ lấy hình đại diện. Thì tương tự cho những cái tiêu đề thôi, thì cái tiêu đề hình như mình có làm ở những video trước cho các bạn rồi, đó chính là chỗ này này đó, tức là nếu mà không có tiêu đề thì mình sẽ lấy this example title kiểu như vậy. Mình vào YouTube hoặc là mình vào một cái YouTube đi ha, mình lấy cái tiêu đề nào đó cho nó hay hay một chút. Đó, ví dụ mình lấy cái này đi. Rồi ở bên này á, mình không có truyền tiêu đề vào đúng không, mình không có truyền tiêu đề vào để động như vậy. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là this is example title, nhưng mà nếu mình điền vào thì nó sẽ lấy cái tiêu đề của mình là purple hay stencil profile, nhưng mình cái lấy ở trên YouTube về tạm thôi đó. Thì lúc này chúng ta sẽ được như vậy. Rồi ở đây mình sẽ nói thêm cái vấn đề là lúc mà chúng ta dùng rendering list á, là dùng map như thế này, thì đôi khi các bạn sẽ thấy người ta viết như thế này nữa. Chỗ này người ta không sẽ vẫn người ta vẫn dùng dấu ngoặc tròn nha, tại vì dấu ngoặc tròn là chúng ta sẽ nó sẽ tương ứng như thế này này, mình sẽ viết lại cho các bạn xem nhé. Nó sẽ tương ứng với như thế này. Chỗ này thì nó sẽ có cảnh báo và mình sẽ thiếu một cái dấu mắc ở đây lưu lại đó. Thì nó sẽ tương ứng với như vậy. Còn cái cách hồi nãy mình mới viết á, cách cách trước đó thì nó là gọi là cách viết rút gọn, còn đây là cách viết gọi là viết full ra luôn để cho các bạn dễ hiểu. Thì cách viết ở trước là khi mà chúng ta return về một cái component là JS kiểu đơn giản thôi, rút gọn trong arrow function. Còn đây là chúng ta viết ra để làm gì, để chúng ta xử lý. Ví dụ mình có index đúng không, thì chắc chắn các bạn sẽ thấy là index lúc này là 0 1 2, tại vì mình có 3 phần tử. Thì các bạn sẽ thấy là bấm chuột phải và mình sẽ thấy ở đây là 0 1 2 như thế này. Thì ở đây chúng ta có thể viết điều kiện như bình thường, if else bình thường. Ví dụ mình chất là if index bằng 1 thì mình sẽ làm một cái việc gì đó, console middle item. Kiểu như vậy. Đó, mình sẽ thấy là nó sẽ là middle item, tức là cho cái thằng giữa thôi. Thì lúc này mình có thể làm một cái ví dụ nha. Nếu mà index là 1 thì mình sẽ làm gì ha? Index là 1 thì mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ có class là middle, ví dụ như vậy. Thì cái chỗ thằng YouTube item này này, thằng YouTube item mình sẽ phân tích lại là YouTube item nó có class name là YouTube item. Nhưng mà đôi khi mình muốn truyền class này vào, ví dụ mình muốn truyền một class là ABC gì đó vào đây. Tức là mình muốn truyền theo ý mình để mình sửa. Ví dụ sau này chúng ta làm không phải thế nào giao diện nó cũng như vậy. Đôi khi nó nằm ở chỗ khác thì có thể là cấu trúc nó khác một chút, thì chúng ta muốn truyền class vào để chúng ta xử lý. Ví dụ mình truyền ABC vào đây. Mà khi mình truyền ABC vào đây thì tất cả đều có ABC đúng không? Tất cả đều có ABC, nhưng mà mình chỉ muốn là truyền vào cái ở giữa thôi kiểu như vậy. Thì làm sao? Thì lúc này mình sẽ dùng nó là một prop, mình gọi là prop. Mình đặt tên cho nó là prop, có tên là class name luôn. Mình sẽ viết ở trong này luôn. Đó, tức là biến ha, mình sẽ dùng class name. Nhưng mà viết như vậy là sai, bởi vì cái biến ở đây mình phải dùng dấu là dấu gì? Dấu backtick ha, các bạn học trong JavaScript thì dấu backtick, mà nó phải nằm dấu trong dấu ở curly brace nữa. Thì như thế này, nó sẽ cấu trúc của nó sẽ như thế này. Đó, và dấu nháy đôi thì các bạn bỏ đi ha, các bạn thay bằng dấu backtick như thế này.
Đó, và chỗ này không phải là class name nhé, mà là frog.classname như thế này. Đó. Rồi, thì nó có frog là chấm class name rồi, thì ở đây ấy, ví dụ mình dùng là class name bằng ABC. Đó. Các bạn lưu ý cho mình là chỗ này các bạn phải viết cách ra nhé. Nếu các bạn viết lin như thế này á thì nó sẽ ra cái nó sẽ ra nó có thể nó sẽ sai á. Đây nè. Đâu rồi? Các bạn thấy không, là nó ra class là YouTube item ABC này, thấy chưa? Nó viết liền luôn, cho nên chúng ta phải cần cách ra, tức là tùy vào mục đích của chúng ta thôi. À. Rồi, thì khi mà mình để là prop là class name như vậy và mình truyền nó vào vòng lặp ở đây thì tất cả đều có là ABC. Nhưng mà mình không muốn điều đó, mình muốn là cái ở giữa có thôi. À, thì lúc này mình tạo một biến, à, ví dụ mình tạo một biến hoặc là mình có thể xử lý ở bên trong luôn. Mình sẽ kiểm tra chỗ này nha, mình có thể kiểm tra dùng curly brace. Nếu mà index bằng 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 một thì sẽ có class là ABC, ngược lại là hai chấm không có cái gì cả. À, thì lúc này các bạn sẽ thấy này, cái thằng đầu tiên không có class ABC, thằng thứ hai mới có class ABC này, thấy chưa? Đó. Thì chúng ta có thể viết trực tiếp ở trong này hoặc là chúng ta có thể viết ở ngoài này. Ở ngoài này mình tạo một biến nha. Bây giờ tạo một biến là new class đi, ví dụ như vậy. Mình sẽ để empty. À, mình sẽ để empty. À, mình sẽ để let đi nha, tại vì mình thay đổi. Rồi, cho nên mình sẽ kiểm tra if index bằng 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 một thì new class sẽ là bằng ABC như thế này. Đó. Thì lúc này á mình thay vì mình viết trực tiếp ở trong này rối, các bạn sẽ rối đúng không? Các bạn sẽ truyền cái biến nó vào đây. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ được kết quả như mong đợi giống khi nãy thôi, đó, như thế này. Thì đây là cách viết dài, chúng ta có thể viết rút gọn nữa. Mình sẽ tạo constant new class này. Cái mình đây là cách thứ hai nhé. Thì mình sẽ kiểm tra là nếu index bằng 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 một thì sẽ là ABC, ngược lại không có gì cả. Thế này. Thì đây là một cách viết thứ hai thôi, gọi là rút gọn thôi, chứ không có gì ha. Next error, cái này nó báo lỗi thôi, không có gì cả. Rồi mình báo gì đó. Next block is linked. À, cái này do mình cài extension ESLint mà mình đã nhận cho các bạn cài đặt ở những cái video đầu đó. Không sao đâu ha, nó chỉ cảnh báo thôi. Thì ở đây mình ghi ra như vậy để cho các bạn biết thêm một cách mới thôi. Tức là thay vì viết như thế này, tức là các bạn có thể là các bạn mới thì các bạn chưa quen thì các bạn viết như vậy cũng được, viết kiểu này cũng được. Sau này khi các bạn quen về JavaScript rồi, nắm vững về JavaScript rồi, cách viết rút gọn rồi thì các bạn có thể dùng cách này nha. Đó. Thì ở cái video này á, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách xử lý mà khi trường hợp mà data thiếu, thì bằng ở đây mình làm một cái ví dụ đơn giản là trường hợp không có avatar thì chúng ta sẽ lấy là cái hình đại diện thế thế cái avatar đó, cũng như là thêm cái prop là class name và cách xử lý, tức là chấp điều kiện bằng việc là sử dụng dấu dấu ngoặc nhọn như thế này và return ở đây, tức là mình viết hai cách viết khi mà chúng ta dùng map để rendering this ra cái item, ra cái component YouTube item như thế này, để cho các bạn hiểu hơn ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tới nha.